Anh em ơi, một quốc một con xuống dưới kìa. Dơi không vậy? Ôi. Bắt đi. Bóng một lùi. Cứ căng. Căng vậy. Này được con. Con. Một đời. Nó sống rồi. Được con móc. Rồi đừng con. Cái đồ. Một em, một em. Rớt tùng máy vậy. Nó mất tiêu rồi. Đây. Một con mốc nữa. Chân ướt nhẹp. Chắc đó rớt xuống nó không đâm mà giờ nó đâm mà. Sáng à. Để cũng được một con đang thổi với dung. Nó đâm cái sẹt vô tưởng cũng dễ dung không mà. Đây ăn chết. Rồi mình bắt nó coi. Xong anh em ơi. Được một chết nữa. Hấp bú. Mới mỏng mới đỏ đỏ. Con này bị mỏng đỏ đỏ. Sáng rồi. 5 giờ mấy nó đâm con này. Rồi, cho vô vỏ. Sáng rồi anh em ơi. Sáng ngày hôm nay đồng em nó trục rồi. Nó trục rồi, mai nó xạ. Nó bơm nước lên nhóc rồi. Bên này bờ em đánh nè. Bên cách kia là bờ dừa. Bên chim về nó rớt nó nằm trống không. Sáng có một con. Có một con ở đây, nó bay vô đây. Nó nằm trong đó luôn. Không có đi đuổi. Ở tình hình của em đây. Được 2 con. Được 2 chích. Đó. Rồi, được 2 con là chống ngóm được rồi. Khuya về trễ. Là trễ. Không biết có đầm con nào rớt không, không biết. À, được 2 con rồi. Rồi chào anh em nha. Vậy em đi bán này. Rồi chúc anh em ngày mới vui vẻ nha.